Minh Béo hớn hở kêu gọi mọi người tới xem kịch do mình dàn dựng. Sáng 22 tháng 5, nam diễn viên Minh Béo vừa livestream trên trang cá nhân, kêu gọi khán giả tới xem vở kịch do anh đạo diễn. Bằng một giọng tràn ngập niềm vui và hớn hở, nam diễn viên từng ngồi tù ở Mỹ vì tội ấu dâm livestream một buổi tập vở kịch Mưa Hồng tại sân khấu kịch Sao Minh Béo. Theo lời quảng cáo của Minh Béo, đây là vở Mưa Hồng phiên bản kịch đầu tiên của Việt Nam. Ngoài việc tiết lộ cụ thể thời gian công chiếu, Minh Béo còn tự tin khẳng định vở kịch của anh có sự tham gia của rất nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nhiều á hậu điện ảnh và cả danh hài Phúc Béo. Mắc tội ấu dâm và bị mọi người kêu gọi tẩy chay, nhưng Minh Béo vẫn quyết quay lại với nghệ thuật. Trước đó, Minh Béo từng đánh tiếng sẽ đạo diễn một vở kịch thiếu nhi ra mắt khán giả vào đầu tháng 6. Điều này khiến dư luận khá bất ngờ và bức xúc. Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thái độ và cách ứng xử của Minh Béo trong thời gian qua gây phản cảm với dư luận. Tuy nhiên, trong luật biểu diễn không có quy định nào về việc cấm hoạt động nghệ thuật với Minh Béo. Nếu chúng tôi làm theo dư luận, cấm Minh Béo là sai luật. Ông Nam nhấn mạnh, nếu khán giả muốn Minh Béo không xuất hiện trên sân khấu thì chỉ có họ mới làm được. Đó là họ không đến xem, không mua vé và tẩy chay các sản phẩm liên quan đến Minh Béo. Không chỉ đạo diễn các vở kịch, Minh Béo còn đăng tin tuyển sinh học viên sân khấu. Trong đó, ngoài việc đóng vai trò tổ chức khóa học, nam diễn viên từng phạm tội ấu dâm còn trực tiếp đóng vai trò giảng viên. Song song với việc chuẩn bị cho hoạt động liên quan tới nghệ thuật, Minh Béo còn tung clip xin lỗi người hâm mộ. Trong đó, anh còn lên tiếng đổ lỗi cho công ty và luật sư Mia, người biện hộ cho anh trong các phiên tòa ở Mỹ, về hình ảnh vui vẻ khi về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Theo Minh Béo, bà Mia muốn tôi làm như vậy để khán giả ở quê nhà biết tôi không bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Nam diễn viên nói bản thân nhận tội chỉ vì yêu đất nước, yêu gia đình và sân khấu nên mong muốn được về Việt Nam sớm. Minh Béo cho biết anh đã rời Thành phố Hồ Chí Minh lên một ngôi chùa trên núi cao tụng kinh niệm Phật. Những phát ngôn hình ảnh trên Facebook Minh Béo biện bạch là giả mạo, không phải do anh viết. Tuy nhiên, những lời xin lỗi của Minh Béo lại vấp phải sự chỉ trích dữ dội vì khán giả cho rằng anh không thật lòng và lời xin lỗi chỉ là cái cớ để dọn đường quay lại showbiz. Không lâu sau đó, Hoa hậu Thu Hoài đã đăng tải rất nhiều tin nhắn của Minh Béo nhằm gạ gẫm một ảo thuật gia trẻ tuổi.